Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo con hiểu nghĩa Phật đã nói đó, các đại Bồ Tát chẳng mặc áo giáp đại công đức, nên biết mới là mặc áo giáp đại thừa vì tự tướng tất cả Pháp là không. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì sắc tướng của sắc là không, cho đến thức và tướng của thức là không. Nhãn xứ tướng của nhãn xứ là không, cho đến ý xứ tướng của ý xứ là không, sắc xứ tướng của sắc xứ là không, cho đến pháp xứ tướng của pháp xứ là không, nhãn giới tướng của nhãn giới là không, cho đến ý giới tướng của ý giới là không, sắc giới tướng của sắc giới là không, cho đến pháp giới tướng của pháp giới là không, nhãn thức giới tướng của nhãn thức giới là không, cho đến ý thức giới tướng của ý thức giới là không, nhãn xúc tướng của nhãn xúc là không cho đến ý xúc tướng của ý xúc là không các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tướng của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không bố thí ba la mật đa tướng của bố thí ba la mật đa là không cho đến bát nhã ba la mật đa tướng của bát nhã ba la mật đa là không pháp nội không tướng của pháp nội không là không cho đến pháp vô tính tự tính không tướng của pháp vô tính tự tính không là không bốn niệm trụ tướng của bốn niệm trụ là không cho đến tám chi thánh đạo tướng của tám chi thánh đạo là không như vậy cho đến mười lực như lai tướng của mười lực như lai là không cho đến mười tám pháp phật bất cộng tướng của 18 pháp Phật bất cộng là không, đại bồ tát tướng của đại bồ tát là không, mặc áo giáp đại công đức, tướng của mặc áo giáp đại công đức là không. Bạch Thế Tôn do yếu tố này nên biết các đại bồ tát mặc áo giáp công đức tức là mặc áo giáp đại thừa. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác, các phiền não kia cũng không tạo không tác, các đại Bồ Tát vì việc này nên mặc áo giáp đại thừa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác, các phiền não kia cũng không tạo không tác, các đại Bồ Tát vì việc này nên mặc áo giáp đại thừa. Phật bảo thiện hiện, vì các tác giả bất khả đắc nên trí nhất thiết trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác, các phiền não kia cũng không tạo không tác. Vì sao? Thiện hiện sắc cho đến thức, phi tạo phi bất tạo, phi tác, phi bất tác. Vì sao? Vì sắc cho đến thức rốt giáo bất khả đắc, nhãn xứ cho đến ý xứ phi tạo phi bất tạo, phi tác, phi bất tác. Vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ rốt giáo bất khả đắc sắc xứ cho đến pháp xứ phi tạo phi bất tạo phi tác phi bất tác vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ rốt giáo bất khả đắc, nhãn giới cho đến ý giới phi tạo phi bất tạo, phi tác phi bất tác. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến ý giới rốt giáo bất khả đắc, sắc giới cho đến pháp giới phi tạo phi bất tạo, phi tác phi bất tác. Vì sao? Vì sắc giới cho đến pháp giới rốt giáo bất khả đắc, nhãn thức giới cho đến ý thức giới phi tạo phi bất tạo, phi tác phi bất tác vì sao vì nhãn thức giới cho đến ý thức giới rốt ráo bất khả đắc nhãn xúc cho đến ý xúc phi tạo phi bất tạo phi tác phi bất tác vì sao vì nhãn xúc cho đến ý xúc rốt ráo bất khả đắc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra phi tạo phi bất tạo phi tác phi bất tác vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo bất khả đắc, ngã cho đến kiến giả, phi tạo, phi bất tạo, phi tác, phi bất tác. Vì sao? Vì ngã cho đến kiến giả, rốt ráo bất khả đắc, mộng, huyễn, hóa, tiếng vang, quáng nắng, ảnh trong gương như sự biến hóa, thành tấm hương, ảnh ảo, vân vân, phi tạo, phi bất tạo, phi tác, phi bất tác. Vì sao? Vì mộng cho đến thành tầm gương rốt giáo bất khả đắc, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, phi tạo phi bất tạo, phi tác phi bất tác. Vì sao? Vì pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không rốt giáo bất khả đắc, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, phi tạo phi bất tạo, phi tác phi bất tác. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi, thánh đạo, rốt giáo, bất khả đắc, pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, phi tạo, phi bất tạo, phi tác, phi bất tác. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, rốt giáo, bất khả đắc, nói đầy đủ cho đến mười đực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả mười tám pháp phật bất cộng, phi tạo, phi bất tạo, phi tác, phi bất tác. Vì sao? Vì mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng, rốt giáo bất khả đắc, trơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, phi tạo, phi bất tạo, phi tác, phi bất tác. Vì sao? Vì chân như cho đến thật tế rốt giáo bất khả đắc. Các đại Bồ Tát phi tạo phi bất tạo, phi tác phi bất tác. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát rốt giáo bất khả đắc. Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, phi tạo phi bất tạo, phi tác phi bất tác. Vì sao? Vì tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, rốt giáo bất khả đắc, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, phi tạo, phi bất tạo, phi tác, phi bất tác. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt giáo bất khả đắc, thiện hiện do yếu tố này nên trí nhất thiết trí không tạo không tác tất cả hữu tình cũng không tạo không tác các phiền não kia cũng không tạo không tác các đại bồ tát vì việc này nên mặc áo giáp đại thừa thiện hiện do nghĩa này nên các đại bồ tát không mặc áo giáp công đức phải biết đó là mặc áo giáp đại thừa bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn như con hiểu nghĩa lời phật nói thì sắc cho đến thức không trói buộc không cởi mở khi ấy mãn từ từ hỏi thiện hiện tôn giả nói sắc cho đến thức không trói buộc không cởi mở ư ừ, thiện hiện đáp đúng vậy đúng vậy mãn từ từ hỏi những sắc cho đến thức nào không trói buộc không cởi mở thiện hiện đáp như mộng cho đến thành tầm hương sắc cho đến thức không trói buộc không cởi mở vì sao vì tất cả sắc cho đến thức như vậy là vô sở hữu là viễn ly vắng lặng không tướng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không cởi mở lại nữa mãn từ từ quá khứ sắc cho đến thức không trói buộc không cởi mở trong vị lai sắc cho đến thức không trói buộc không cởi mở trong hiện tại sắc cho đến thức không trói buộc không cởi mở vì sao vì tất cả sắc cho đến thức như thế là vô sở hữu viễn ly vắng lặng không tướng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không cởi mở lại nữa mãn từ từ sắc cho đến thức thiện không trói buộc không cởi mở sắc cho đến thức bất thiện không trói buộc không cởi mở sắc cho đến thức vô ký không trói buộc không cởi mở vì sao vì tất cả sắc cho đến thức này không có sở hữu viễn ly tịch tịnh không tướng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không cởi mở lại nữa mãn từ từ sắc cho đến thức có tội không trói buộc không cởi mở sắc cho đến thức vô tội không trói buộc không cởi mở vì sao vì tất cả sắc cho đến thức này không có sở hữu viễn ly tịch tịnh không tướng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không cởi mở lại nữa mãn từ từ sắc cho đến thức hữu lậu không trói buộc không cởi mở sắc cho đến thức vô lậu không trói buộc không cởi mở vì sao vì tất cả sắc cho đến thức này không có sở hữu viễn ly tịch tịnh không tướng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không cởi mở lại nữa mãn từ từ sắc cho đến thức thế gian không trói buộc không cởi mở sắc cho đến thức xuất thế gian không trói buộc không cởi mở vì sao vì tất cả sắc cho đến thức này không có sở hữu viễn ly tịch tịnh không tưởng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không cởi mở lại nữa mãn từ từ sắc cho đến thức tạp nhiễm không trói buộc không cởi mở sắc cho đến thức thanh tịnh không trói buộc không cởi mở vì sao vì tất cả sắc cho đến thức này không có sở hữu viễn ly tịch tịnh không tướng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không cởi mở lại nữa mãn từ từ tất cả pháp không trói buộc không cởi mở vì sao? Vì tất cả pháp vô sở hữu, viễn ly, tịch tịnh, không tướng, không tác. Vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh, nên không trói buộc, không cởi mở. Lại nữa, mãn từ từ, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, không trói buộc, không cởi mở vì sao vì bố thí vân vân ba la mật đa vô sở hữu viễn ly tịch tịnh không tướng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không còi mở lại nữa mãn từ từ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không không trói buộc không còi mở vì sao vì tất cả pháp nội không vân vân vô sở hữu viễn ly tịch tịnh không tướng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không còi mở lại nữa mãn từ từ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không trói buộc không cởi mở vì sao vì tất cả bốn niệm trụ vân vân vô sở hữu viễn ly tịch tịnh không tướng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không cởi mở lại nữa mãn từ từ pháp môn giải thoát không vô tưởng vô nguyện không trói buộc không cởi mở vì sao vì pháp môn giải thoát vô sở hữu viễn ly tịch tịnh không tưởng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không cởi mở